liên quan tới vụ công nhân mắc kẹt trong đường hầm dài 200m ngập nước ở Điện Biên. Hiện tại, chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực thực hiện công tác giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt. Theo đó, đội cứu hộ đang tập trung dùng máy bơm với công suất lớn hút nước trong hầm. Hãy cùng cập nhật toàn cảnh hiện trường vụ việc ngay sau đây. Vào khoảng 6 giờ sáng ngày 3 tháng 7, tại xã Sipafin đã có trận mưa to, gây lũ tại khai suối bản Phí Lĩnh, Thời điểm đó, tại công trường hầm thủy điện của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại số 6, đang có 4 công nhân làm việc tại cửa hầm số 3, khu vực km 29 thuộc bản phi lĩnh 1, xã Sipafin. Nước lũ cuốn 4 công nhân vào hầm, 3 người kịp thời thoát được ra ngoài nhưng bị thương. Người còn lại bị mắc kẹt trong đường hầm. Công nhân bị mắc kẹt tên Lý Azia, sinh năm 1997, trú tại bản Long Dạo, xã Sipafin, nợ pồ điện biên. Ngay khi nhận được thông báo, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện đã cùng ủy ban nhân dân xã Sipafin, Y tế xã kết hợp với lực lượng quân y của Bệnh xá Đoàn Kinh tế Quốc phòng 379 cùng với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại số 6 khẩn trương đến hiện trường thực hiện cứu nạn và các bước sơ cứu ban đầu cho ba nạn nhân bị thương và tìm kiếm người bị mắc kẹt. Hiện tại, ba nạn nhân đã được chuyển xuống Trung tâm Y tế huyện Mường Trà để theo dõi và điều trị. Ông Bùi Văn Luyện, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nậm Pồ cho biết, Nước đang ngập cao trong đường hầm dài 200m. Lực lượng cứu nạn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp với đơn vị thi công dùng máy bơm với công suất lớn hút nước trong hầm để tìm kiếm nạn nhân đang mắc kẹt trong tuần. Với sự phối hợp của các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng cứu nạn, hy vọng phép màu sẽ xảy ra để người công nhân có thể an toàn trở về với gia đình.